Chào mọi người nhá, hôm nay mình đang có mặt ở cửa hàng anh Tuấn Calon số 11 Võng Đức Minh Tuyết nhá. Ở trên tay mình đây là bây giờ đang là một chiếc Calon, chiếc LS 5D Mark 3. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách set màu chụp cho máy. Một số anh em cứ bảo là chụp RAW thì nó không cần thiết, nhưng mà với mình thì luôn luôn set up cho nó tốt nhất khi mà chúng ta chụp. Ok, thì đầu tiên thì anh em ở đây mình đã có menu sẵn rồi. Anh em sang cái tab bên cái hình chiếc máy ảnh này cho mình này, chiếc máy ảnh này. Đó, ok. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải vào set up chất lượng của hình ảnh. Thì anh em chụp L thì anh em nào có thể thích thì anh em chụp mỗi JPEG không cũng được, không thì anh em chụp cả RAW. RAW thì anh em dùng cái ngón tay kéo cái phím này lên cho mình và chuyển sang bên RAW này. Đó. Ok, và tiếp theo nữa là chúng ta bật cái chế độ Image Review. Thì cái này nó tự động chúng ta xem ảnh thì anh em có thể là bật, còn lại anh em không thích thì anh em tắt luôn. Thì với mình thì mình bật luôn. Đó. Phần beep, tiếng beep ở đây là tiếng nề led của máy. Ok, sang tiếp tục tab thứ hai anh em ơi. Cái này tab bên này là tab chúng ta cân bằng màu sắc, cân bằng trắng ở cái phần quay ba lăng. Quay ba lăng là cái phần mà rất là quan trọng. Thì anh em nào mà chỉnh tay tốt thì anh em để chế độ để chế độ K cho mình nhá. Anh em để chế độ K. Còn nếu mà anh em nào mà không hiểu về màu sắc nhiều thì anh em để auto cho mình. Auto thì anh em để AVKB. Đó, như vậy. Với cá nhân mình thì mình hay dùng K nhiều hơn. Có thể là mình sẽ chỉnh theo cái thời tiết, ánh sáng hoặc là màu sắc từng tấm hình. Rồi tiếp theo là cái phần ám màu. Thì cái thanh ám màu này thì với cá nhân mình thì anh em có thể dùng trong cái này, nó dùng trong nhiều điều kiện thời tiết. Có thể là chúng ta dùng vào cái lúc mà trời nó nắng gắt quá thì anh em nó chuyển nó màu vàng, màu đỏ nhiều thì anh em chuyển nó màu xanh. Còn khi nào mà chúng ta mà trời nó bị ám xanh ý, hoặc là trời nó xỉn ý, thì anh em cộng đỏ với cộng tím vào cho mình nhá. Hoặc là cộng đỏ với cộng xanh để cho ảnh nó rực rỡ hơn một chút. Còn khi nào chúng ta chụp vào trong điều kiện bình thường thì anh em cứ để mặc định cho mình luôn. Ok, và cái phần color space này thì mình để luôn sRGB luôn chứ không để ROE. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang phần picture style. Thì với cá nhân mình ý, thì mình hay dùng picture style là standard. Và anh em muốn thay đổi thông số anh em bấm vào info. Info thì cái phần sharpen ấy thì anh em có thể tăng hết cỡ cho mình, hoặc là anh em để lên 5. Bình thường mình sẽ chụp ở sharpen là để 5. Còn phần contrast ấy thì với cá nhân mình ấy thì mình sẽ trừ đi một chút xíu, tại vì là máy Calon bây giờ nó contrast rất là cao ấy, thì anh em có thể là trừ đi một chút. Và tiếp theo là cái phần saturation. Saturation thì với em thì em có thể em trừ đi một chút xíu, tại vì là dòng Calon thì nó hay bị lệch màu và nó màu hơi đậm thì em sẽ trừ đi một chút. Phần color tone thì color tone ấy chuyển sang bên này thì sẽ sang màu đỏ, chuyển sang bên này sẽ sang màu vàng. Thì anh em có thể là thật cái bên này hơi đỏ tím một chút, còn này sang sẽ sang màu vàng cam. Thì anh em thích tông gì thì anh em chuyển sang màu đỏ. Thì với cá nhân mình ấy, thì mình sẽ chuyển sang màu vàng cam một chút. Đó, như vậy. Đây là một cái thông số mà chụp tiêu chuẩn anh em nhá. Còn tiếp theo đó là phần chân dung. Chân dung thì mình để led khoảng 5 thôi hoặc 4 thôi. Led 4. Và saturation thì mình cũng trừ đi một chút xíu, rất là nhỏ. Còn cái phần color tone thì cái này là do anh em thôi. Anh em thích hồng tím thì chuyển sang bên này, thích vàng cam thì chuyển sang bên này. Về cá nhân em thì em để mặc định luôn, không trừ cái gì hết ạ. Chỉ trừ mỗi saturation thôi ạ. Còn cái phần sharpen thì nếu mà tùy vào từng cái lens hoặc là những cái máy anh em, nếu mà máy mới ngon thì anh em để như vậy. Còn nếu mà anh em là máy cũ rồi thì anh em cộng nét lên cho em, cộng hết cỡ luôn cho em. Ok. Và những cái phần các landscape thì mình không chụp đến thì chúng ta sẽ trừ hết cái phần sharpen đi. Và cái phần monochrome này cũng vậy, em cũng để hết mặc định luôn ạ. Em không để một cái gì hết. Và em sẽ chỉ dùng hai cái style màu này thôi. Một là standard, hai là portrait. Còn cái phần auto này em cũng trừ hết đi, không để cái gì hả. Tất cả mọi người hay khi mà em vào menu nhanh thì em sẽ lấy ví dụ như chụp chân dung em sẽ chuyển portrait. Còn nếu mà chụp standard bình thường ấy thì đi quay dịch vụ hay là chụp dịch vụ thì anh em để standard cho em nhá. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến cái phần khử lo cho ảnh. Thì nếu mà anh em chụp ban ngày thì anh em tắt cái phần noise reduction đi cho em nhá. Off. Còn khi nào chụp ban đêm ấy thì anh em bật nó lên để khử noise tốt. Khi mà chúng ta chụp ở ISO cao, độ nhiễu nó cao ấy, thì anh em bật nó lên cho em. Còn cái phần hit ISO này ấy, thì tất cả mọi thứ em đều off hết ạ. Còn cái phần highlight tone ấy thì anh em, nếu mà anh em nào chụp ngược sáng anh em bật phần D cộng lên cho em nhá, để phần dynamic range của nó giải màu nó rộng hơn để chụp ngược sáng nó tốt hơn anh em ạ. Và multi export thì cái này là chụp trồng hình thì hôm nào em sẽ có một cái bài nói riêng về cái cách chụp trồng hình cho anh em nhá. Vậy là vừa rồi mình vừa mới hướng dẫn anh em set màu con 5D Mark 3 nhá. Thì
anh em nhớ đăng ký subscribe ủng hộ cho mình nha. Anh em mua máy ảnh thì nhớ xuống số 11 Vọng Đức Minh Tuyết ủng hộ cho cửa hàng nha, ủng hộ cho anh Tuấn nha. Xin chào mọi người.